Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của công nghệ, một thế giới phẳng nơi khả năng tiếp cận thông tin là không giới hạn. Tin tôi đi, chỉ cần bạn đi xe ôm không mặc đồng phục về nhà là hôm sau các camera chạy bằng cơm đầu ngõ sẽ biết ngay là bạn dính bầu. Thế nhưng một quốc gia đã làm được điều không tưởng, tạo ra một cái bong bóng thông tin bao trùm không chỉ vài trăm nghìn, vài triệu mà là 1,4 tỷ con người. Đó là Trung Quốc. Họ làm điều đó bằng cách nào? Rất đơn giản. Họ học hỏi tổ tiên của mình xây vạn lý trường thành. Thế nhưng mà là trên mạng. Chào mừng bạn đến với Đại Tường Lửa, một hệ thống kiểm duyệt Internet phức tạp nhất thế giới. Trên thực tế thì nó không xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên của Internet Trung Quốc, mà phải khoảng 10 năm sau khi email đầu tiên được gửi đi từ nước này. Ngày càng nhiều người dân Trung Quốc được tiếp cận với các luồng thông tin trực tuyến. Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc đưa ra, ở nước này có hơn 1 tỷ người dùng Internet. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, 1 tỷ người, gấp 3 lần dân số của nước Mỹ. Chính phủ và cả cư dân mạng Trung Quốc đều nhận ra rằng 1 tỷ người này mà tiếp nhận thông tin lung tung thì không tốt cho chính trị chút nào. Đó là lúc mà người đàn ông này bước lên võ đài. Ông được coi là cha đẻ của dự án sau này, được biết đến với cái tên là Đại Tường Lửa từ năm 1998. Có rất ít thông tin được công khai về dự án này, chỉ biết là nó có liên quan mật thiết đến Bộ Công nghệ và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Từ đây Trung Quốc bắt đầu kiểm soát Internet ra mặt. Vào năm 2000, Google ra mắt cỗ máy tìm kiếm phiên bản tiếng Trung, thế nhưng nó thường chạy chậm, không ổn định và hay bị chặn. Vào năm 2002, lần đầu tiên Google bị chặn hoàn toàn ở Trung Quốc, thế nhưng chỉ trong 9 ngày. Sự việc lặp lại vào năm 2013, mà theo Phương Tân Hưng, đó là năm Đại Tường Lửa bắt đầu trực tuyến. Trung Quốc chưa bao giờ tiết lộ công khai các chi tiết kỹ thuật về Đại Tường Lửa này, thế nhưng mà các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đã nghiên cứu nó. Phải công nhận là Trung Quốc rất nghiêm túc với dự án này. Đại Tường Lửa là một hệ thống phức tạp với nhiều tầng, nhiều lớp khác nhau và liên tục cải tiến. Điều này làm cho những người bên ngoài dự án khó có thể hiểu một cách chính xác cách nó hoạt động. Không thể thống kê hết đã có bao nhiêu website bị chặn ở Trung Quốc. Gần đây một bức thư kêu gọi gỡ bỏ tường lửa lan truyền trên X, nói rằng Trung Quốc đã chi 6 tỷ đô la mỗi năm để chặn 310.000 website trên khắp thế giới. Những thứ bị chặn bao gồm Facebook, X, Instagram, Google, YouTube, Snapchat, Twitch, Pinterest, nói chung là tất cả các nền tảng xã hội lớn của phương Tây. Các trang web như là Porn này, web cá độ này cùng với BBC, Amazon, The New York Times và Discord. Nếu bạn không chắc thì có hẳn một trang web để kiểm tra xem website nào bị chặn. Đối tượng bị cấm còn là mọi trang web lớn nhỏ về Thiên An Môn vào năm 1989. À, nhưng mà trang web Wikipedia tiếng Anh thì lại không sao nhỉ các bạn. Phong trào ly khai Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma, vấn đề về Tân Cương, ly khai của Đài Loan, Pháp Luân Công, vân vân và vân vân. Tất nhiên, gọi là chặn đứt thì cũng không hẳn, thế nhưng sẽ cực kỳ khó để mà truy cập. Ví dụ như website hạn chế sẽ bị nhét xuống tận trang thứ 10 trong kết quả tìm kiếm. Ấn vào thì tải mãi không xong, hoặc là chỉ tải được một phần nội dung. Không chỉ website, có những từ khóa, cụm từ, hình ảnh cũng bị cấm, vĩnh viễn hoặc là tạm thời. Ví dụ như là Thiên An Môn và những từ có liên quan như là người chặn xe tăng, mùng 4 tháng 6, bạn không thể tìm kiếm được những từ khóa đó, cũng như là gửi qua tin nhắn. Người ta còn đùa rằng vào ngày 4 tháng 6 là ngày bảo trì Internet toàn cầu, vì rất nhiều website sẽ bị chậm hoặc đơ hoàn toàn cho những ngày trước đó, hoặc đơn giản là thông báo đang bị bảo trì server. Phim chiếu rạp, TV show phát hành ở Trung Quốc đều phải qua khâu kiểm duyệt. Ví dụ như là Skyfall, bộ phim về James Bond, ra mắt vào năm 2012, phải cắt bỏ cảnh một người bảo vệ Trung Quốc bị hạ gục. Cùng năm đó, Men in Black 3 cũng phải cắt bỏ cảnh một nhân viên nhà hàng Trung Quốc bị lộ bản chất là alien. Nói chung là mọi thứ bị gán mác là bôi xấu đất nước Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc, người dân Trung Quốc đều phải cắt bỏ. Ngoài ra còn có những thứ liên quan đến LGBT, những cảnh quá bạo lực hay gợi cảm. Bạn ở Việt Nam đã từng xem Bohemian Rhapsody ngoài rạp chưa? Cùng là bộ phim đó, nếu như xem phiên bản cắt gọt để chiếu TV thì bạn sẽ cực kỳ bối rối, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Tin tôi đi, người Trung Quốc còn bối rối hơn thế cơ. Có lẽ để giúp người dân khỏi bị lú não thì dạo gần đây Trung Quốc không bắt cắt cảnh phim nữa mà trực tiếp cấm chiếu luôn. Các bạn Trung Quốc còn không được tiếp cận với game này, hoạt hình này, phim có yếu tố du hành thời gian này, game có yếu tố phép thuật này và The Big Bang Theory. Thế nhưng cũng có những thứ mà bạn tưởng là bị cấm, thế nhưng hóa ra thì lại không. Gấu pu chẳng hạn. Vào năm 2017 thì đúng là từ khóa gấu pu từng bị chặn tìm kiếm khi nhóm bất đồng chính kiến rêu rao rằng ông Tập Cận Bình trông giống hệt nhân vật này. Vào năm 2018 thì khi Quốc hội Trung Quốc mở ra cơ hội lãnh đạo trọn đời cho ông Tập, những cụm từ sau đã bị chặn tạm thời. 10.000 năm, bất đồng, vô sỉ, nhân cách, chọn đời và chữ cái này, giống như là cách dùng này trong toán học. Và khi dư luận lắng xuống, những hạn chế cũng được dỡ bỏ. Những thứ khác, ngạc nhiên chưa, cũng không bị cấm hoặc bị hạn chế một phần. Như là 1984 của George Orwell, một tiểu thuyết nói về tương lai tưởng tượng, nơi công dân bị áp bức trong một chế độ toàn trị. Hay như bộ phim Mad Max, không được chiếu rạp, thế nhưng có thể mua DVD hoặc là băng.
Thế nhưng mà ý tôi là thời buổi này thì ai còn xem DVD với lại băng nữa. Và tôi cũng không tin là với kiểu dạy và học tiếng Anh ở Trung Quốc mà người ta có thể xem phim bằng từ ngữ gốc. Một điều thú vị là phim Avatar ra mắt vào năm 2009. Một bộ phim nói về sự nổi dậy chỉ bị cấm phiên bản 2D, còn phiên bản 3D thì vẫn được chiếu bình thường. Tin vỉa hè nói rằng đó là để dọn đường cho một bộ phim nội địa đúng chuẩn, hoặc ai đó hy vọng rằng khán giả sẽ quá choáng ngợp với hiệu ứng hình ảnh của phiên bản 3D mà bỏ qua thông điệp của kịch bản. Có thể ai đó đã đúng, thế nhưng chỉ vì theo ý kiến cá nhân của tôi thì kịch bản của Avatar nó cũng chỉ... Vậy thì tại sao Trung Quốc lại mắt nhắm mắt mở trong vấn đề kiểm duyệt như vậy? Tại sao lại cấm một chữ cái trong khi lại để lọt những thứ công khai nói về bất đồng chính kiến? Người ta nói đôi lúc mập mờ mới là khôn ngoan, cấm đoán những thứ rất kín đáo trong khi thả lỏng những thứ lồ lộ có thể là cách để Trung Quốc vừa bóp nghẹt những luồng dư luận chống đối, vừa xoa dịu người dân để người dân không cảm thấy ức chế vì bị bưng bít và muốn đứng lên đòi hỏi thay đổi. Bạn có biết vì sao Trung Quốc xây tường lửa, cấm VPN thế nhưng vẫn ngầm cho phép người dân sử dụng VPN để tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay không? Cư dân mạng Trung Quốc còn đặt cho VPN cái tên thân thương là Phở Việt. Người dân Trung Quốc cũng giống như người dân Triều Tiên, họ được tự do đi du lịch, du học ở nước ngoài, thế nhưng người này hoàn toàn có thể mang thông tin, quan điểm thế giới bên ngoài truyền bá về quê hương. Tại sao chính phủ không hề lo lắng? Vì Trung Quốc có một chiến lược tối thượng, tạo ra Internet của riêng mình. Mọi nền tảng, mọi ứng dụng, mọi dịch vụ trên Internet của thế giới bên ngoài, Trung Quốc đều có thể tạo ra cái tương tự hoặc ưu việt hơn. TikTok hay Douyin của Trung Quốc là thứ mà phương Tây thèm muốn thế nhưng mãi không copy được. Elon Musk mua lại Twitter với tham vọng biến nó thành một siêu ứng dụng như là WeChat. Đó là gì? Một ứng dụng trò chuyện, một mạng xã hội, một nền tảng chuyển tiền, mua sắm, chơi game, bản đồ, đặt taxi, đặt lịch khám bệnh, vân vân. Một bong bóng hoàn hảo để người Trung Quốc trung thành với cây nhà lá vườn và ghẻ lạnh các nền tảng nước ngoài. Không tin ơ, đã có lúc chính phủ Trung Quốc bỏ lệnh cấm với các trang web nước ngoài phổ biến như là Facebook hay YouTube, thế nhưng người Trung Quốc cũng chỉ tò mò với ngạc nhiên trong một khoảng thời gian ngắn. Còn sau đó thì họ lại nghĩ là thật nhàm chán, tôi nghĩ tôi sẽ sử dụng WeChat, Weibo, QQ, Taobao và những trang mạng xã hội của nước mình. VPN cũng vậy, mặc dù hầu hết các công cụ này đều miễn phí, thế nhưng cư dân mạng Trung Quốc cũng không mặn mà, thậm chí nhiều người còn chẳng dành thời gian đọc các tin tức bị kiểm duyệt. Để giải thích thì có rất nhiều lý do. Đầu tiên, như tôi đã đề cập, đó là ngôn ngữ. Facebook chẳng hạn, hầu hết mọi thứ đều bằng tiếng Anh và người Trung Quốc thì không thích điều đó. Thứ hai đó là con người thích những gì gần gũi với mình. Tại sao phải rời bỏ những nền tảng viết bằng tiếng Trung mà cũng tốt không kém gì so với hàng ngoại? Và thứ ba, quan trọng nhất là tinh thần dân tộc. Người Trung Quốc cho rằng nếu ngay từ đầu Trung Quốc không chặn các nền tảng như là Facebook, Google thì các công ty công nghệ nội địa như là Tencent, Sina làm sao có thể phát triển mạnh như ngày nay? Làm thế nào Trung Quốc có thể hình thành môi trường Internet của riêng mình? Những công ty công nghệ này đã giải quyết vấn đề về việc làm cho tỷ dân và mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ thế nào cho Trung Quốc? Bên cạnh đó, truyền thông nước ngoài thường đưa ra quan điểm rất định kiến, phiến diện về Trung Quốc và nhiều thông tin chỉ toàn là những cáo buộc ác ý. Do người Trung Quốc luôn thích học hỏi những điều tiên tiến, thậm chí là có người cho rằng ở nước ngoài cái gì cũng tốt, nên nhiều người không đủ lý trí đánh giá thông tin và cả cái nhìn tiêu cực không đáng có về đất nước mình. Cho nên là chính phủ mới ngầm cho phép VPN. Lý do như tờ Thời báo Hoàn cầu đã giải thích, Trung Quốc tin rằng hầu hết những người vượt tường lửa đều có khả năng tư duy phản biện. Họ lý trí hơn những người ủng hộ tự do và dân chủ, thế nhưng lại có hành động đi ngược lại. Những người có tư duy phản biện sẽ nhận thấy rằng hầu hết các phương tiện truyền thông phương Tây không hiểu người Trung Quốc và văn hóa của Trung Quốc. Tất cả đều chống lại những gì liên quan đến Trung Quốc một cách mù quáng. Những người có tư duy phản biện sẽ nhận ra rằng Trung Quốc không phải là một quốc gia hoàn hảo, và trên thực tế thì cũng không có quốc gia nào là hoàn hảo cả. Cho nên, ở một góc độ nào đó, phát triển Internet cho riêng mình là bước đi thông minh của Trung Quốc. Thế nhưng mặt khác, sẽ thế nào nếu 1,4 tỷ người bị nhét vào đầu ý niệm Hoàng Sa Trường Sa không phải là của Việt Nam? Cứ mãi mãi tin rằng những gì giới chức trách Trung Quốc làm đều được cộng đồng quốc tế ủng hộ, tin tưởng. Và sẽ thế nào nếu hàng tỷ người được nung nấu chủ nghĩa dân tộc cực đoan như người Hán là bá chủ toàn cầu và phần còn lại đều là thù địch?